Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình chủ nhật ngày 28 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hiệu quả từ chăn nuôi bò thịt ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Bài học từ xã Tam Đa huyện Phổ Cử quản lý tốt, không để xảy ra tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp. Đèn tín hiệu giao thông ngã tư Nguyễn Văn Linh, Hải Thượng Lãn Ông chậm được sửa chữa gây mất an toàn giao thông. Sông Trương Đìa qua xã Toàn Thắng bị ô nhiễm do rác thải. Tuổi trẻ công an tỉnh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Những năm qua, bên cạnh việc phát triển ngành nghề, ươm các loại cây cảnh, nhiều hộ dân ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang đã triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình chăn nuôi bò thịt giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, tổng đàn bò toàn xã Long Hưng là 210 con, trong đó chủ yếu là các giống bò lai xin Bradman đỏ. Từ năm 2010 đến nay, nhận thấy hướng phát triển đi lên của đàn bò thịt các hộ dân tích cực tìm hiểu kỹ thuật lai tạo cho năng suất chất lượng cao. Mỗi lứa bò nuôi từ 12 đến 15 tháng được xuất bán khi trọng lượng đạt từ 3,7 đến 4 tạ một con, giá bán từ 26 đến 30 triệu đồng. Với lợi thế về nguồn thức ăn chủ yếu là các phụ phẩm nông nghiệp như cỏ ngọt, rơm dạ, cùng với chi phí chuồng chạy thấp, thị trường tiêu thụ dễ dàng, nhiều hộ dân ở xã Long Hưng đã thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi bò thịt, đồng thời cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm như gia đình ông Vũ Thanh Bằng, Nguyễn Văn Hoạt. Theo kết quả giả soát của huyện Tiên Lữ, toàn huyện có 93 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 7.000 m2. Trong đó có 54 trường hợp vi phạm xây nhà ở, 39 vi phạm xây các công trình chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở các xã là Cương Chính, Ngô Quyền, Nhật Tân, Hưng Đạo, Minh Phượng, Dị Chế, Đức Thắng, Lệ Xá, Thiện Phiến, Trung Dũng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị bàn kế hoạch giải tỏa các công trình xây dựng trái phép ngày 27 tháng 3 năm 2017 và kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các xã tăng cường để mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu đến ngày 5 tháng 6 không thực hiện, huyện và xã sẽ tiến hành giải tỏa cưỡng chế vi phạm. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có gần 20 hộ tự nguyện tháo rỡ công trình xây dựng trái phép. Có 4 địa phương là Thủ Sĩ, Thụy Lôi, An Viên và Thị Trấn Vương từ năm 2016 đến nay không phát sinh vi phạm mới. Trong khi tình trạng xây dựng lều lán, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp đang diễn ra tràn lan ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ta thì ở xã Tam Đa, huyện Phổ Cờ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và quản lý nghiêm nên xã không xảy ra tình trạng vi phạm đất nông nghiệp. Đến Tôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, mọi người đều trầm trồ thán phục trước cánh đồng cam rộng khoảng 80 mẫu, đẹp mắt và hoàn toàn không có lều lán hay nhà ở được xây dựng trên cánh đồng. Những diện tích chuyển đổi này đã giúp nâng cao đời sống cho người dân. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 38 triệu đồng. Người dân thôn Ngũ Phúc phấn khởi và an tâm sản xuất trên những thửa ruộng của mình. Ở đây, các gia đình chỉ dám một lều tôn nhỏ để trông coi khi mùa thu hoạch đến. Hết mùa thu hoạch, hầu hết mọi người đều cất về nhà. Từ khi được cho chúng tôi chuyển đổi cây núa sang cây cam này thì đúng thực sự cái nương tâm của nhân dân và chúng tôi những chỉ xác định là ra để đưa cái hiệu quả năng suất giữa cây núa và cây cam đấy cho nó nâng đời sống của bà con lên cho nó khá giả chứ còn nhà cửa đất cát chúng tôi ở trong nhà có nhà cao cửa rộng đấy ăn ở thì làm sao phải ra đến đây để mà, mà ở cho nó khổ sở ra chứ còn không ở thì cái, cái chúng tôi làm nó vẫn năng suất mà cái hiệu quả vẫn cao. Ban quản lý thôn đã có biên bản cam kết với từng hộ dân là không xây lều lán lều tạm và hàng năm là khi chuẩn bị đến mùa thu hoạch thì ban quản lý thôn đã trực tiếp là chỉ đạo lực lượng an ninh của thôn thường xuyên tuần tra để đảm bảo cho cái hoa màu của người dân trong thôn là tránh bị mất mát thì qua đó thì người dân rất là tin tưởng từ năm 2015 đến năm 2016, xã Tam Đa có trên 130 ha đất cấy hai vụ lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây hàng năm và cây ăn quả, nâng tổng số diện tích đất chuyển đổi của xã lên 160 ha. Điều đang nói là trong hơn 10 năm ấy, toàn xã chỉ xuất hiện 6 vi phạm về xây nhà trên đất công nghiệp. Các vi phạm này đều đã bị xử lý. Ủy ban xã giao cho các thôn thường xuyên kiểm tra. Đấy, bà con là không phá vỡ mặt bằng nếu mà trồng cây mà nó kém hiệu quả thì chúng ta sẽ vẫn có thể cây lúa được không cho đào ao thả cá và không cho xây dựng nhà tạm trông coi ủy ban xã đã cương quyết xử lý xử phạt và đã lộp kho bạc à, mấy trường hợp thì thường xuyên là xuống địa hình đặc biệt là cán bộ ủy ban cùng với các thôn là phải lúc nào luôn luôn là phải đi kiểm tra các cái vùng mà cho chuyển đổi. Từ đó thì người dân hiểu được về cái chủ trương chính sách của xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nên đến nay, toàn bộ các diện tích đất nông nghiệp của xã vẫn giữ nguyên được hiện trạng và phát huy hiệu quả kinh tế. Cách làm của xã Tam Đa đáng để các địa phương khác học tập và làm theo. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2016 và quý 1 năm 2017, cấp ủy các cấp và chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Lâm đã thi hành kỷ luật 44 đảng viên và hai tổ chức đảng. Không bao che mà xử lý nghiêm cán bộ đảng viên và tổ chức đảng, chính quyền có sai phạm đã tạo được lòng tin cho quần chúng nhân dân và góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Từ năm 2010 đến năm 2015, chi bộ thôn Hoàng Nha, đảng bộ xã Minh Hải đã ra nghị quyết trái thẩm quyền, giao cho chính quyền thôn tìm nguồn xây dựng các tiêu chí về hạ tầng của nông thôn mới. Từ nghị quyết này, trưởng thôn cùng đại diện các thành phần quân dân chính đảng trong thôn đã bàn bạc bán trái phép trên 5.000 mét vuông đất thu về hơn 5 tỷ đồng để làm đường làng, xóm, nhà văn hóa. Việc đổi đất đổi một số thùng vũng ao hồ lấy công trình thì chúng tôi cũng giao cho các đồng chí triệu phòng thôn bàn kiến thiết bàn với dân cụ thể định giá ví dụ chỗ A này là một triệu mét vuông A là 800 trăm mét vuông thì giá trị công trình bằng bao nhiêu chúng tôi khoán đổi bằng từng mét vuông Ngoài hình thức kỷ luật ban đầu là chi bộ nhận hình thức khiển trách, tập thể cấp ủy nhận cảnh cáo, thì hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm. Từng cá nhân cấp ủy tùy vào sai phạm sẽ có hình thức kỷ luật cao hơn, có thể là khởi tố. Thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ nghe báo cáo một chiều của tổ chức đảng cấp dưới là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm tại tri bộ và chính quyền thôn Hoàng Nha diễn ra trong một thời gian dài mà đảng bộ xã Minh Hải không phát hiện ra. Cho dù nhiều suất đất thôn bán trái phép đã được người dân xây nhà kiên cố trách nhiệm của địa phương để xảy ra như như vậy là cũng đã thiếu sót một phần do tức là nặng tức là chủ yếu là nghe báo cáo con dưới mà không kiểm tra sâu sát dẫn đến cái sai phạm này. Thế và qua đây thì chúng tôi rút ra một cái bài học là cần phải tăng cường hơn nữa. Thế và cũng tới đây chúng tôi chờ cái kết quả giải quyết của tỉnh và huyện thế và ai sai đi đâu là cương quyết xử lý đến đó. Không bao che. Thế và để tạo cái 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 lòng tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng. Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc trong nhiệm kỳ này là đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng chống tham nhũng nhiều đảng viên và quần chúng nhân dân đang mong chờ các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên có sai phạm để tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh được chi bộ ra nghị quyết về tìm nguồn tiền để kiến thiết thôn xóm từ năm 2013 đến năm 2015 dưới danh nghĩa là khoán thầu, hợp đồng dài hạn, lãnh đạo thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng đã bán 21 suất đất ở cho các hộ dân, thu 7 tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm. Với các sai phạm về bán đất trái thẩm quyền tháng 8 năm 2016, cơ quan công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam trưởng thôn, phó thôn, bí thư, phó bí thư và chi ủy viên chi bộ. Thì từ đó thì đến, đến nay là chúng tôi cũng thấy là thấm thía rút thành cái, cái kinh nghiệm uh, trong cái bài học quản lý thật sự ra là trong tất cả các hội nghị đều triển khai và quán triệt yêu cầu các cơ sở thôn từ trưởng ngành bí thư chi bộ rồi trưởng thôn là phải quản lý đất đai làm tốt công tác quản lý đất đai thế nhưng ở địa phương gây như làm vẫn gây dấu. ra nghị quyết làm trái quy định của pháp luật và che giấu báo cáo không trung thực với tổ chức đảng cấp trên là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai ở một số thôn xã trên địa bàn tỉnh xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức sai phạm là nhiệm vụ căn bản, lâu dài và quan trọng của Đảng, vừa là để tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thực sự. Ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Hải Thượng Lãn Ông là nút giao thông quan trọng của thành phố Hưng Yên. Hàng ngày, Lưu lượng các phương tiện giao thông qua đây rất lớn, tuy nhiên hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây không còn hoạt động. Theo người dân tại khu vực này cho biết, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút sau này không hoạt động nhiều ngày nay, nhưng vẫn chưa được sửa chữa, ảnh hưởng tới việc lưu thông, an toàn giao thông đoạn đường này. Mặt khác, đây là tuyến đường chính, là khu vực có nhiều cơ quan, đơn vị bệnh viện, nhiều loại phương tiện giao thông qua lại. Do vậy, việc tham gia giao thông tại nút sau này đang khá lộn xộn hình thành điểm đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm khắc phục sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại nút sau này. Hiện nay, trên mặt sông Trương Đìa, đoạn chảy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, ngập đầy rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại đây, các loại rác thải sinh hoạt như túi ni lông, bao tải rác, thùng xốp, chai nhựa được vứt trôi nổi dọc hai bờ sông, nước sông đen kịt bốc mùi hôi thối. Hiện tượng trên không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thiết nghĩ để khắc phục tình trạng trên, người dân cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ bảo vệ dòng sông, không vứt rác bừa bãi ra sông. Những năm qua cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, trường mầm non xã Tân Quang huyện Văn Lâm còn đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán chú. Năm học 2016-2017, trường mầm non xã Tân Quang có hơn 500 trẻ ăn bán trú tại trường. Nhà trường đã ký hợp đồng với các hộ sản xuất chăn nuôi có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cung cấp nguồn thực phẩm. Ngoài ra, các giáo viên còn dành quỹ đất trồng rau trong thùng xốp để tăng thêm nguồn rau sạch cho bữa ăn. Bộ phận nhà bếp gồm 7 nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ và trải qua lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm khu sơ chế và khu nấu ăn phân chia rõ ràng có nguồn nước đảm bảo. Hàng tuần, nhà trường đều niêm yết thông báo bằng biểu chế độ ăn cho các bậc phụ huynh nắm rõ và góp ý. Mặc dù nhà trường chưa có điều kiện đưa một tiền học vào giảng dạy, nhưng nhờ tự học mà em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 5B trường tiểu học đình Cao A huyện Phục Cử, đã giành giải nhất khối tiểu học tại hội thi tin học toàn tỉnh vừa qua. Nguyễn Tình Trung được các thầy cô giáo khen ngợi về khả năng tập trung cao trong học tập. Em học đều tất cả các môn nên được tín nhiệm ở cương vị lớp phó học tập, phụ trách kèm cặp các bạn học yếu trong lớp. Đối với môn tin học, Trung đã tự mình tìm hiểu và được một số thầy cô trong trường chỉ bảo thêm. Trong 5 năm học tiểu học, Trung đã giành nhiều giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Riêng năm học này, em giành hai giải khuyến khích cuộc thi giải toán tiếng Anh trên mạng và giải nhất hội thi tin học cấp tỉnh. Cháu thích học môn toán và tin học nhất vì sau khi giải những bài toán khó thì cháu cảm thấy rất vui và hứng thú ạ. Còn môn tin học thì cháu được tiếp xúc với công nghệ rất thú vị ạ và cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể làm được bác sĩ vì bác sĩ có thể cứu cứu người và chữa bệnh cho những người bị bệnh ạ. Hiện nay, 3 trên 3 thôn ở xã Ngô Quyền huyện Tiên Lữ đều không có nhà văn hóa gây khó khăn cho việc sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Trước năm 2016, xã Ngô Quyền chỉ có thôn Đại Lại có nhà văn hóa, nhưng do được xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp. Tường nhà bong chóc, vỉ kèo, cửa bị mối mọt, mái bị rột nước mỗi khi trời mưa và có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào nên thôn đã niêm phong không sử dụng hơn một năm nay. Hai thôn khác là Trịnh Mỹ và Nội Linh, không có nhà văn hóa thôn, nhiều năm nay mỗi khi có việc đều tổ chức họp ở đình làng chật hẹp. Thiếu nhà văn hóa nên việc tổ chức các hoạt động cộng đồng ở các thôn hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta thấm nhuần những ý nghĩa nhân văn cao đẹp đó, hàng năm, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo do các cấp các ngành trong tỉnh phát động. Trung bình mỗi năm, công an tỉnh có khoảng 300 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu với khoảng trên 200 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân chỉ tính riêng đợt 1 năm 2017 đã có 192 đoàn viên thanh niên đến từ 30 đơn vị tham gia hiến máu tổng lượng máu thu được là 132 đơn vị tôi đến đây thì thấy các đoàn viên công an tỉnh rất tích cực say tham gia hưởng ứng phong trào tôi cảm thấy đây là một cái kiểu rất cao đẹp dù là lần đầu tiên tôi được tham gia hiến máu thời gian tới tôi sẽ tích cực tham gia hiến máu nhân đạo hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành truyền thống tốt đẹp thể hiện tinh thần sung phong trách nhiệm với cộng đồng sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đào của tuổi trẻ công an tỉnh những giọt máu nghĩa tình đã có phần đảm bảo lượng máu cho các cơ sở y tế đồng thời mang đến những hy vọng và cơ hội cho các bệnh nhân vào hồi 16 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2017, Công an huyện Kim Động đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thế Anh, sinh năm 1993 ở thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, về hành vi cướp giật tài sản. Tình tiết vụ việc như sau, vào hồi 10 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2017, trên đường DH60 từ huyện Ân Thi về Kim Động đến khu vực Âu Thuyền thuộc địa phận thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, Chị Phạm Thị Thơm, sinh năm 1996, trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, bị một thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều, đã áp sát xe và cướp của chị một chiếc điện thoại iPhone 5S trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi nhận được tố giác của chị Thơm, công an huyện Kim Động đã xác minh và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Anh, thu giữ một xe mô tô Yamaha biển kiểm soát 89H19351 là phương tiện gây án, một điện thoại iPhone là vật chứng vụ án cùng một số vật chứng liên quan, hiện Phạm Thị Anh đang bị áp dụng biện pháp tạm giữ tố tụng hình sự tại công an huyện Kim Động để điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến trong chương trình Thời sự ngày mai thứ hai, ngày 29 tháng 5 của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Mô hình nuôi bò sữa cho hiệu quả của gia đình anh Thêm ở xã Hùng An huyện Kim Động phá giải phân cách làm đối đi trên đường Lê Văn Lương gây mất an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.